anh chị nghệ sĩ khác trong chương trình chạy từ thiện cùng xa của California Fitness and Yoga. Và tôi hy vọng là tất cả những ai tham gia đường đua này sẽ làm cho đường đua thật là máu lửa và cũng như gián tiếp đóng một phần ý nghĩa của mình giúp cho chương trình thành công hơn.